Tôi là giảng văn nhưng tôi lại thích dạy toán. Tối nay cô có rảnh không? Tôi bận đi chơi với sói ca của tôi rồi. Oh my god. Ê, mày có nói thổ được kìa. Chào bạn. Con nào mà điên dữ vậy? Con nhỏ nó ngồi kế tao mà. Xinh lắm. Tóc dài ở đây nè. Mày tả gì mà giống như con ma trong truyền thuyết vậy mày? Nhưng mà vấn đề quan trọng á là thằng Quân nó ngồi một mình. Mắt tao nói, cái trường này có một cái bí mật rất là lớn. Mấy đứa tìm đến thầy là đúng người rồi đó. Đây chính là cổng địa giới, nơi bước vào thế giới của những vong hồn. Mình Linh mà không thấy Linh gì hết rồi. Linh, 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 Linh. Linh khùng Linh điên, Linh ăn chuối chiên. Sống không chắc chiên thì hồn về đây. Làm gì xuất hiện bất tình Linh gì bà ngoại? Đi tắm làm gì có ai mặc đồ? Nhưng mà thấy tôi thì cũng phải mặc đồ vô cho đàng hoàng chứ. Đồ ngang ngược.